Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con xin thầy hoan hỷ cho con hỏi, con có đứa con trai, lúc cháu còn nhỏ rất khó nuôi, vậy con có cho một gia đình bên đạo Thiên Chúa nuôi, thầy hoan hỷ chỉ cho con biết có phải chuộc về để quy y Tam Bảo hay để bên đạo Thiên Chúa. Con lại bán khoán bên Đức Thánh Trần, cháu là con cầu ở hang Từ Thức, Nga Sơn Thanh Hóa, tức là do đi cầu ở hang Từ Thức, động tiên Từ Thức, động Từ Thức gặp tiên Nga Sơn Thanh Hóa mà được. Cho nên bán khoán thì cho Đức Thánh Trần, còn lại làm con nuôi của một người theo đạo Thiên Chúa, không sao. Còn bây giờ nếu chúng ta muốn cho có cái lễ nghi cho nó đàng hoàng thì chúng ta gì, làm cây chầu ấm nước sang cái gia đình mà chúng ta cho làm con nuôi đó, chúng ta xin chuộc về xong sao. Còn Đức Thánh Trần thì thường là họ bán khoán cho Đức Thánh Trần là thường là làm 12 năm, thì hết 12 năm kể từ khi bán khoán, chúng ta làm cái từ khoán ra chuộc về, thế là xong. Còn sau này xong rồi thì muốn quy Tam Bảo thì đi quy Tam Bảo ở bất cứ chùa nào đều được cả đó.